không nhớ được gì đọc sách hết. Quả chuối là gì nhỉ? Quả chuối là xiao xiao đúng không? Cố gắng đọc đúng thanh điệu nhá. Rồi, mình quay Bắc Kinh ra. Rồi, cả là không trả lời. Mình quay Bắc Kinh nào. Là gì nhá? Đúng rồi, mình quay là khảo nha. Khảo nha, biết như nào nhỉ? Không nói giả tiếng Anh, không biết thì nói em không biết thì người ta nói đây. Khảo là quay, gia là vì khảo gia là vì quay, vì quay Bắc Kinh là Bảy Chinh khảo gia. Khảo nó có nói từ khảo sư, khảo không sao khảo, sao khảo không chứ mình không được chưa? Thôi bây giờ đại thời mình chưa biết chữ thì mình biết được cái nho của nó để mình đọc rồi đấy nhá. Rồi quả nho là gì nhỉ? Quả thao. Thao nhưng ép nho là gì? Thao chư chư chư. Thao chư. Đúng rồi, chư nhá, chư một nhá. Thao chư. Thế quả gì nữa nhỉ? Bây giờ hỏi thì phải nhớ ra thôi, mới hỏi được. Quả táo là gì? Rồi, quả xoài biết là gì không? Mắm của, đúng rồi, mắm của nhá. Chị chưa hỏi chữ đâu nhá. Canh là? Ha. Thịt bò là? Niếu rồi. Niếu rồi, rồi. Rồi. Mì là miên nhỏ. Miên nhỏ đúng không? Miên miên nhỏ. Miên nhỏ rồi. Cơm chiên trứng là tan chả phan. Dạ. Tan chả phan. Rồi, tan cả ba cùng trả lời nhá. Bia là khí 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 nhá. Khí chịu. Rồi. Tiếp theo. Trà xanh là Lý trà. Rồi, thịt gà là chi rau. Rồi, thịt kiều là giấm rau. Rồi, đậu phụ là đậu phụ. Đậu phụ. Rau xanh là chín dại. Rồi, cơm trắng là mì phan. Rồi. Mấy cái món dài dài kia thôi nhá. Học được tháng không là mấy cái món không phổ biến lắm thì chị không thể nói mấy cái đấy nhá. Rồi, vừa vào bài 6 nhá. Bài 6 mình có cái gì nhỉ? Tên bài 6 là gì nhỉ? Ai đọc cho chị nào? Nha. Tôm á? Tôm. Tôm nhá. Nì zài nǎ? Nǎ nǎ? Cố tâm mở cái rò chị ạ, đúng không? Nì zài nǎ? Công zuò. Rồi. Chúng đọc nào? Zài nǎ? Rồi. Nì nǎ nǎ có mở lên một tí. Nì zài nǎ? Công zuò. Rồi, tiếp đến nào? Nì zài nǎ? Công zuò. Rồi, nghĩa là? Được rồi. Nghĩa là mình sẽ hiểu rồi. Nghĩa sao đây câu này nhá? Rồi, đến phần một đầu tiên là phần khởi động nhá. Chị sẽ cung cấp một số từ nằm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mình đọc nhiều để nhớ hơn nhá. Chưa cần nhớ về mặt chữ này. Rồi, từ đầu tiên đọc là gì nhở Ngọc? Trung. Nào, cố gắng đọc chuẩn nhá. Trung tiên chi. Trung, trung đã. Trung, trung, trung tiên chi. Rồi, hai anh muốn nhá. Trung tiên chi. Rồi, cung đọc nào. Sở thí. Không, từ đầu tiên, đó. Trung tiên chi. Rồi, nghĩa là sạc nhá. Ở đây sạc, sẽ là sạc điện thoại này, sạc máy tính này, và là cái bộ sạc dành cho tất cả mọi thứ. Nó gọi xung chung là trung tiên chi, là bộ sạc nhá. Từ tiếp theo nào? Lúc nào?
đọc to lên, đọc to lên nào. Chọn thứ tiên nào. Rồi, nhất là laptop nhá. Tiên nào là một cái bộ máy tính rồi. Thì mình có cái laptop là sổ ký tiên nào, được chưa? Rồi, tiếp theo số biểu. Rồi, nhất là đồng hồ nhá, đồng hồ nói chung nhá. Số biểu, sổ là gì? Sổ là tay, biểu là đồng hồ nhá. Thì số biểu là đồng hồ đeo tay nhá. Rồi, tiếp theo nào, bảo động từ tiếp theo nào. Ở chi cái này đọc là ở chi nhá. Ở là tai này, chi là máy này, thì cái máy ở trên tai thì tôi gọi là tai nghe, được chưa? Ở tua là tai đó, ở là tai đó, nằm trong cái tai nhá, được chưa? Rồi, thế phi chi là gì? Rồi, phi là bay, chi là cái máy mà bay được gọi là máy bay, sổ chi cũng thế. Cái máy mà nằm ở trên tay bàn tay mình là sổ chi là điện thoại nhá. Rồi, nó đọc lại nào. Được không đọc nào? Chúng đọc cái bốn từ đi. Trung tiên chi. Rồi. Sổ tiên nào. Rồi. Sổ biểu. Sổ biểu. Sổ biểu. Giúp nó chị bảo này. Chị cảm thấy là em không thể đọc nữa. Thế mình đọc để nhanh cái tốc độ cái từ thôi, không quen mồm đi. Chu tiên chị. Rồi, mình bắt chu một bắt đầu nghĩa thanh này. Mình nhìn một lượt nhá, xem âm thanh gì đó. Chu tiên chị. Sổ thí tiên não, được chưa? Sổ biểu và ẩn chi. Đọc được nhanh được mà, đúng không? Đọc lại lần nữa nào. Chu tiên chị. Rồi. Sổ thí tiên não. Rồi. Sổ biểu. Rồi. Ẩn chi. Rồi. Nhanh đọc to nha. Trung tiên chi, sổ thí tiên não, sổ biểu, ẩn chi. Ok. Nhá, không ngọc nữa là đi, ngọc nữa cả. Trung tiên chi, sổ thí tiên não, sổ biểu, ẩn chi. Chi nhẹ nhàng nhá. Ẩn chi, ẩn chi. Ẩn chi. Rồi. Mình đến phần từ mới nào. Nào, mình sẽ giải thích vì sao nhá. Học từ mình sẽ hiểu biểu nhá. Từ đầu tiên là dài. Chờ nhá, dài. Dài, bốn nhá, dài. Dài là hai nghĩa là một là ở, hai là đang. Vậy trường hợp nào năm nghĩa là ở, trường hợp nào năm nghĩa là đang. Và từ ví dụ nhá, từ nát là chị sẽ tổng kết lại. Vì sao trường hợp nào năm nghĩa là ở và trường hợp nào nghĩa là đang, được chưa? Rồi, vào ví dụ đầu tiên nào. Thay thay chung múa trăng. Sao dạy là sao? Thay bảy của. Rồi, nhất là ở nước Mỹ. Anh ấy ở nước Mỹ. Rồi, tiếp theo mà chung. À quên nhầm, nhà. Nhà đâu? Thay thay chung múa trăng ba. Anh ấy ở. Anh ấy học lớp Trung Quốc. Nào, với người Việt Nam ở đây cô sẽ làm người đi làm. Đúng rồi, anh bạn anh ấy làm việc ở Trung Quốc. Đố người Việt Nam nó dịch ra như thế. Thế như thế đúng không? Mọi người Trung Quốc sẽ là đến ở vị trí nào đó, phải đứng ở vị trí nào đó rồi mới làm gì thì làm. Được chưa? Vậy thì ở đây ha trời Trung Quốc là anh ấy ở Trung Quốc sọng văn. Thành bố đúng không? Sọng văn làm việc đúng không? Dịch cơ phần biệt là gì? Anh ấy làm việc ở Trung Quốc. Được chưa? Đối với người Việt Nam là hay nói theo kiểu là tôi làm gì ở đâu. Nhưng người Trung Quốc phải là đến từ vị trí đấy rồi rồi bắt đầu làm gì thì làm nhá. Vậy thì câu này mình sẽ dịch theo nghĩa phần biệt là anh ấy làm việc ở Trung Quốc. Được chưa? Giống như câu trong bài chị nói là tôi và mẹ ăn cơm ở nhà hàng Trung Quốc. Vậy thì câu này sẽ là 我和妈妈在 Trung Quốc phát điện chứ phạm. Có truy nữa không? Một là truy, hai là giải. Được chưa? Tại sao lại vừa giải vừa truy? Hai cái đang nghĩa gần lần giống nhau ở trong trường hợp này mà. Đúng chưa? Biết sai chưa? Cả ba người cùng một lỗi giống với bạn luôn. Rồi, dịch lại câu này chị nào. Anh ấy làm việc ở Trung Quốc. Rồi, tiếp theo, Dung. Của chị xưa trai yêu của công chúa. Rồi. Chị gái tôi làm việc
ăn rồi cái gì đó đấy đúng chưa? Nhưng mà khi mình nói mình chung mình vẫn phải là của ra lại cái gì đó rồi mới đến làm cái gì đó đúng chưa? Nên chị mới có cái gợi ý mơ cô cho mọi người đâu. Tôi này, địa điểm và hành động, cái phần chị ghi chú thêm không? Được chưa? Rồi. Tại sao chị không chữa bài luôn? Bởi vì chị dạy lên cho chị chữa bài. Thế đang không? Của chị đang này. Của trời, cũng ruộng, tức là tôi đang làm việc. Đó, nó phải quan thôi. Nào, nhà nào? Nhận ra không? Trường hợp nào mình ở, trường hợp nào mình ở đây? Chúng ta dựa vào câu. Nào, lúc nào cũng nhận ra không? Mình sắp sai là địa điểm. Đúng rồi. Đúng rồi, được chưa? Của tại địa điểm mấy đứa? Của tại cha, tôi đang ở nhà. Được chưa? À tôi ở nhà chứ. Của tại cha, tôi ở nhà. Thì là cộng với địa điểm thì sẽ là ở. Còn với cả tại cộng với động từ khưa, tôi đang uống, được chưa? Tại chứ, tôi đang ăn. Tại công vụ, tôi đang làm việc, được chưa? Rồi, thế mình chỉ cần nhìn vào trong câu là tại cộng với cái gì đó là mình phải dịch được ra nghĩa của câu. Rồi. Thế tôi đang ăn mì nói như nào? Tôi đang ăn mì ở nhà đi. Nói như nào? Tôi đang ăn mì ở nhà. Nào, hãy tiếp tục đi nhá. Tôi này. Ăn mì ở nhà. Nói như nào nhỉ? Đúng rồi, ở Trung Quốc sẽ có một cái đó, là chủ ngữ này. Chủ ngữ này cộng với địa điểm là ở đâu đó rồi mới làm gì đúng không? Cộng với hành động nhá. Ở đây sẽ là của trai chia chứ đúng không? Miễn nhau. Ok chưa? Hiểu chưa? Hiểu vì sao chưa? Ở đây chạy có phải là đang hay là đang không? Mà là tôi ở nhà ăn mì nhá. Không được dùng gì là đang ở đây nhá. Đang phải cộng ví dụ như là không có cha nữa. Tôi đang ăn mì thế là của chạy chứ miễn nhau nhá. Nghĩa là tôi đang ăn mì ở nhà. Tôi đang ăn mì ở nhà. Đang ăn mì thì thường ít cần những cảnh mà ngay lúc này đây này, tôi đang ăn mì ở nhà đó. Người ta thường hay nói như vậy. Hiện tại, chúng ta sẽ có thêm một chữ. Hiện tại, của gia gia chứ miễn nhỏ. Được chưa? Hiện tại nhá. Vì thế như thế, nó là ở cái từ trải này mình sẽ hiểu thêm hai nghĩa. Một là cộng với động từ sẽ là đang làm gì. Cộng với địa điểm là tôi ở đâu. Được chưa? Hiện tại, của gia gia chứ miễn nhỏ. Là hiện tại tôi đang làm việc nhà nhá. Rồi. Từ tiếp theo là thế này rồi nhỉ? À đúng chưa? Lấy cái nhau đây. Tôi đây là gì đến nay rồi? Học sinh đúng không? Học sinh rồi. Đại học sinh là gì? Sinh viên đại học nhá. Nào, mình có học sinh là học sinh, còn đại là to, học sinh là to thì là sinh viên đại học nhá. Đại học sinh. Rồi, tiếp theo là ta sư sư sinh. Ồ, là là sư sinh là gì? Gì? Đúng rồi. Mình có thể dịch là anh ấy, hoặc có thể là em bé đấy, là con trai mà, đúng không? Mình tự dưng mình dịch anh ấy so với tầm của mình, tự dưng mình có bị suy nghĩ về câu nói đúng không? Nhưng mà khi mà tha ở đây đang là thằng bé ấy, học sinh đấy, đúng không? Rồi, tiếp theo nào? Trời ơi, sông mân, mỉ mân hảo. Ừ. Nghĩa là gì em? Nào, mất là gì? Mất là gì? Số nhiều đúng không? Rồi, trời ơi, sông mân là gì? Đúng rồi, các bạn học sinh, xin được mặc áo. Làm sao nữa? Xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn học sinh, được chưa? Rồi.
em đọc cứ bằng bằng, tất cả cứ bằng bằng. Công chúa. Cố lên tí nữa nào. Công chúa. Rồi, công chúa. Nó to lên, công chúa. Công chúa. Rồi, là làm việc. Rồi, câu đầu tiên. Công chúa. Công chúa. Là gì? Không làm việc. Rồi. Tiếp theo. Sơn mơ công chúa. Rồi, nghĩa là là bạn nào hỏi những bạn ở đây làm việc gì? Sớm hơn công chúa làm việc gì? Việc gì? Rồi, làm việc gì? Làm việc gì nhá. Rồi tiếp theo. Nghỉ công chúa mà. Rồi, nghĩa là bạn không làm việc không? Ừ, câu này dùng trong ngữ cảnh nào nhỉ? Thì công chúa mà. Bạn có công việc hay không? Đang đi làm hay không? Có thể là bạn ở nhà hoặc là không đi làm. Thì công chúa mà. Rồi, còn là công việc của bạn là gì? Là sống không công chúa. Được chưa? Thì công chúa mà. Cô đi làm hay không? Rồi, tiếp theo nào. Buổi công chúa. Rồi. Rồi, tiếp theo nào. Chưa sơn của tôi công chúa. Rồi. Ở đây là công việc của tôi. Rồi. Thà mấy hiểu công chúa. Rồi, nghĩa là anh ấy chưa có công việc. Rồi, anh chưa công việc nhá. Tiếp theo nào. Mấy hiểu công chúa mà. Rồi. Rồi, tốt rồi. Thế nào nào? Thế tiếp theo là liệu sẽ xong. Rồi là sách. Du học sinh nhất hoặc là lưu học sinh nhất. Liệu là cũng là cho bọn liệu họ lưu lắm. Rồi, thế liệu xuế là gì? Du học nhá. Rồi, ví dụ tôi du học ở Trung Quốc, mình nói như thế nào? Cả ba cùng nghĩ nào. Tôi du học ở Trung Quốc.